thì chị mới biết được em trên Facebook. Thì cũng là hữu duyên nên lúc đó là chị muốn gặp em ngay, nhưng mà chị không biết em ở đâu. Tay của chị thì là người cần cù, chịu khó, biết phấn đấu cho sự nghiệp, lam lũ, nói chung cứ quần quật suốt ngày đấy, từ đầu tối cho đến từ sáng cho đến tối. Đúng rồi. Luôn chân luôn tay, nhưng mà không tránh được số phận. Bởi vì số chị là có số phá sản. Cuộc đời của chị có tích góp được bao nhiêu nó cũng trôi sạch sẽ hết. Tiền mất, tình tan. Đúng rồi. Đấy, nhiều khi danh dự mình còn mất nữa cơ. Danh dự uy tín mình còn mất được cơ, nói chung mất hết sạch sành sanh, cuộc đời có cái gì ngon lành là mất hết. Đúng rồi, tính xác rồi. Không có tiền, chúng nó khinh. Đấy, khinh từ trong người nhà mình mà khinh ra. Đấy, chả ai coi trọng mình đâu, khổ thế đấy. Sao rồi, mấy năm nay sao rồi? Thì bắt đầu từ năm 2018 là chị bị bể nợ. Là không hiểu sao mà chị làm rất là có tiền nhưng mà không giữ được tiền, xong mình lao vào vay lãi. Lao vào vay lãi, và từ đó mà đi là chị xuống mất dần hết, và chung là cái tinh thần chị nó rất là mệt mỏi. Đó, xong rồi nói chung là từ lúc mà ông xã có bộ, xong rồi mọi cái là nó đi xuống hoài luôn. Chị cũng không thể chịu được nữa, nhiều lần lắm rồi thì chị quyết định là thôi. Đấy, đúng như em nói chưa, tiền mất này, tiền thì mất rồi, tình thì cũng tan rồi, danh dự uy tín cũng mất rồi. Đấy, không trả đúng hẹn cho người ta thì mất danh dự, mất uy tín nữa còn sao nữa. Nói dối đầu này, nói dối đầu kia, cái nghiệp của chị phải trả đấy. Sao mà vất vả kinh khủng luôn, bao nhiêu năm nay hồi xưa ăn lên nhưng dần dần cứ đi xuống nữa. Có vong bỏ thai phá thai đi theo. Lỗi của chị nó ở đó đấy. Nó đi theo nó phá chị. Nó phá chị, nó khiến cho chị không làm ăn được. Nó phá nát gia đình nhà chị luôn. Đứa con gái nha. Con gái. Đứa con gái nó phá chị. Đấy, lá bài chưa? Con gái. Nó theo nó phá chị. Lo mà đi sám hối mà đi. Đọc kinh Địa Tạng hàng ngày, hồi hướng công đức cho đứa trẻ, rồi tha thiết sám hối cầu xin nó không theo nó phá nữa, không nó sẽ phá nát hết cuộc đời của chị luôn. Chị không cho nó sống làm người thì nó cũng không để cho chị làm người được yên. Đúng rồi, tại vì có lần hai vợ chồng trục trặc đó, xong rồi chị uống thuốc thật mãi từ là thời gian đó đến giờ, mà từ đó là chị đi xuống luôn đó. Đọc nó đúng bệnh chưa? Giờ ngẫm ra đã thấy sai chưa? Sai thì bây giờ phải sửa đi. Chị không có cái điều gì ngoài cái điều đó. Ngoài cái điều đó, mấy năm nay chị gặp liên tục mà làm không có ra. Thì bây giờ có cách nào không em? Có cách nào giúp chị được không? Nhắn họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Em sẽ gửi tặng cho chị một quyển kinh Địa Tạng. Rồi hàng ngày em sẽ gửi video cho chị để chị đọc tụng, rồi để cho mọi thứ nó ổn định trở lại, tốt trở lại nhé. Giờ chỉ còn có cách đó là cách duy nhất thôi. Chỉ có cách đó thôi. Vậy tương lai về sau này liệu có ok không? Đọc kinh được thì tương lai sẽ ok. Đọc kinh, hồi hướng, rồi biết sám hối nhé, hồi hướng cho đứa trẻ ấy, để nó không đi theo nó phá nữa, thì bắt đầu mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ sẽ tốt. Còn để thế này còn khổ nữa. Giờ chỉ có dùng pháp nhà Phật để mà sám hối thôi, không còn cách nào khác. Giờ chỉ có đến nhờ thầy nào lễ bái này kia cúng cầu, không bao giờ được, chỉ có phí tiền. Mấy thầy đó lại hét cho vài chục triệu một lần nữa thì cũng mệt mỏi, tiền mất tật mang, không được cái gì hết. Hôm nay chị đã đặt lịch coi bên em đã xem ra cho vấn đề rồi, và chị cũng ngẫm được cái nguồn cơn, đúng là từ khi chị bỏ là như vậy đúng không? Chị bị lỡ kế hoạch. Tại lúc đó con còn bé quá thì cũng đâu có biết, nếu mà biết thì đâu có để, đâu có bỏ. Được không nữa, bây giờ nó đã là con gái, nó đã giúp cho chị nhiều vấn đề rồi. Đây là chị phạm cái nghiệp sát quá nặng nề. Đấy, cái đứa trẻ này nó có tính linh nữa, hiểu chưa? Nên nó thù, nên đi theo nó thù, nó ghét. Em đã thấy rất nhiều những gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn,
từ giàu có rồi suy sụp làm ăn thất bại cũng chỉ vì cái lỗi bỏ phá thai này. Đấy, chị hồi xưa là chị khá đấy em. Hồi xưa là bà ổn lắm đấy mà. Bắt đầu chị đi xuống từ năm 2013. Đến bây giờ chị không có gì luôn. Chị chỉ cần để như này lâu lâu tí nữa là tiền mất này, tình tan này, sức khỏe kém này, mất danh dự này. Nhất là nó đánh vào sức khỏe của chị, nó khiến cho chị hết bệnh này, bệnh khác nữa cơ. Thì bây giờ chỉ cần nhắn họ tên, số điện thoại, địa chỉ, em sẽ gửi tặng cho cuốn kinh, rồi em sẽ gửi một cái đoạn video qua để cho chị đọc tụng hàng ngày, rồi sẽ hướng dẫn chi tiết. Cố gắng nếu mình thành tâm đây, vài tháng sẽ thấy có tác dụng liền. Đứa trẻ nó tha thứ cho chị, nó không đi theo nó phá nữa. Mà nó không đi theo phá thì cuộc đời chị mới khá lên được. Nhưng bây giờ nó cho gặp cơ hội, bắt đầu nó đạp ngay cái cơ hội đó ra trước mắt của chị thì cũng khổ. Tất cả nên mình bây giờ không còn cái gì cả. Bành hết rồi đó mà còn mắc nợ, mắc nần, ngập đầu. Rất là luôn. Đấy, thế thôi, chỉ có vậy thôi. Em sẽ giúp thôi. Bây giờ nhắn địa chỉ qua đi, họ tên, số điện thoại, em gửi ngay cho. Hôm nay chủ nhật rồi, ngày mai thứ hai em sẽ gửi ngay cho. Em sẽ gửi tặng miễn phí cho nhé.